2. Mối tình buồn và cuộc sống cô đơn của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân ở tuổi U50. Chúng tôi bị áp lực từ fan hâm mộ. Thậm chí fan bịa đặt ra những câu chuyện tưởng như là thật để đôi bên hiểu lầm nhau. Cũng bởi vậy mà hai người không tới được với nhau, Vũ Luân kể. Vũ Luân sinh năm 1972, ở tuổi U50, Vũ Luân vẫn đi về lẻ bóng một mình. Khi phóng viên hỏi về chuyện tình yêu gia đình, Vũ Luân cười hiền bảo, cuộc đời anh đó giờ chỉ hai người thương. Tiếc rằng hai cuộc tình đó đều không trọn vẹn. Bị fan giận chuyện làm tình duyên dang dở. Hồi chưa đi hát, Vũ Luân cũng quen một cô gái, nhưng khi vào nghề, anh thấy mình yêu nghề hơn nên tạm biệt tình yêu trai gái để dành trọn cho đam mê nghệ thuật. Vừa bước chân vào nghề, Vũ Luân đã may mắn được khán giả đón nhận chứ không phải thầm lặng làm việc mà không ai biết tới. Vừa đẹp trai vừa nổi tiếng lại hát hay nên Vũ Luân trở thành chuẩn soái ca trong mắt của cô gái 7X và 8X thời bấy giờ. Nhưng trái tim anh chỉ bị lỗi nhịp bởi một người, cũng là bạn diễn ăn ý với anh trên sân khấu cải lương. Nhiều khán giả sau này vẫn nhầm tưởng đó là nghệ sĩ Tâm Tâm, bởi cô từng lên báo chia sẻ chuyện tình lãng mạn của mình với Vũ Luân, nhưng Vũ Luân thì khẳng định, người tôi thương là một người khác, còn Tâm Tâm ngộ nhận là tôi thương cô ấy. Hồi đó chúng tôi đều còn nhỏ và học chung Trần Hữu Trang. Sinh nhật Tâm Tâm, trong lớp ai cũng tặng quà này quà kia, tôi không biết nên tặng gì cho quý, vậy là tôi dắt Tâm đi mua một chiếc nhẫn. Tôi khờ cứ nghĩ nhẫn là quý, còn Tâm thì nghĩ được tặng nhẫn là anh ấy thương mình. Thật tình tôi chưa bao giờ nhắn tin, ngỏ lời hay đặt vấn đề tình cảm, đi chơi, đi ăn uống riêng với Tâm Tâm. Tôi luôn xem Tâm như một người bạn học chung với lớp. Khi biết Tâm hiểu lầm, tôi thấy mắc cười nên cũng không giải thích. Anh nói thêm, hồi đó tôi và một cô bạn diễn thương nhau, chúng tôi quen khổ lắm, bị áp lực của khán giả nên không đến được với nhau. Xung quanh cô ấy và xung quanh tôi đều có những người nói ra nói vào một cách vô tình. Thậm chí, fan bịa đặt ra những câu chuyện tưởng như là thật để đôi bên hiểu lầm nhau. Cũng bởi vì vậy mà cuộc tình tan vỡ. Sau này, khi đã đường ai nấy đi, chúng tôi mới biết chuyện nhưng mọi thứ đã xong hết rồi. Giờ hai người giữ tình bạn tốt dành cho nhau. Như thế có khi cũng là một nguyên nhân tốt, vì khi diễn cảnh yêu đương mùi mẫn trên sân khấu, khán giả mới thương. Lấy nhau rồi có khi lại không còn đẹp nữa. Trong giới cảnh cải lương có một luật ngầm, đã là cặp bạn diễn ăn ý trên sân khấu thì tốt nhất không nên cưới nhau. Nếu kết hôn, hôn nhân hạnh phúc thì không được tổ đãi trong nghề. Nếu tổ đãi thì chắc chắn hôn nhân trắc trở, và chỉ trong giới cải lương mới bị như vậy. Như nhiều câu chuyện tình của nhiều đồng nghiệp khác trong giới cải lương, chuyện của Vũ Luân với bạn diễn dường như cũng ứng nghiệm với cái luật bất thành văn này. Vũ Luân giải thích, tự cổ chi kim đã là như thế, trong giới cải lương, nghệ sĩ nam thường có fan nữ và nghệ sĩ nữ thường có fan nam thích mình. Đã hát chung thì không nên lấy nhau. Lỡ có thương nhau nên mối quan hệ tình bạn thì nên lén lút chứ đừng công khai, và cũng đừng kết hôn, như vậy sẽ rất đẹp và giữ được fan hâm mộ. Khán giả thấy mình và bạn diễn úp úp mở mở thì thấy dễ thương, họ mong hai người sắp thành một cặp. Nhưng khi hai người thương nhau thật thì họ lại không thích và tìm cách phá. Bị gia đình người yêu ép nghỉ hát. Từ cuộc tình ấy, Vũ Luân phải mất rất lâu sau khi mở lòng đón nhận một người con gái khác. Cô ấy kém anh gần 20 tuổi, là tiểu thư con nhà giàu có, thế lực ở Sài Gòn. Cô ấy cũng là một khán giả ái mộ anh. Vũ Luân bảo, anh và bạn gái rất hợp nhau, dù là con nhà giàu, tiểu thư, khuê cát, nhưng bạn gái anh không chảnh, thậm chí rất hiền và ngoan. Mỗi lần anh đi tỉnh hát, người yêu muốn đi cùng, nhưng chỉ cần anh bảo ở nhà là cô như con mèo ngoan ngoãn vâng lời, không dám đòi theo nữa. Không phải Vũ Luân ngại gì, khi biết đi tỉnh cực, anh sợ cô chịu không nổi, và anh cũng không muốn người yêu phải vất vả. Yêu đến thế, thương đến thế, vậy mà Vũ Luân vẫn quyết định chia tay. Anh kể, cô ấy là con một gia đình giàu có thế lực ở Sài Gòn này. Ba mẹ cô ấy cũng rất thương tôi nhưng lại không muốn cho tôi đi hát. Họ muốn tôi làm kinh doanh theo con đường mà họ sắp đặt sẵn. Tôi không phải kinh doanh được. Tôi chưa từng làm bầu show và ăn nên làm ra. Giờ tôi cũng đang kinh doanh mỹ phẩm và thu nhập không tệ. Nhưng vấn đề là gia đình cô ấy áp đặt tôi vào công việc kinh doanh của họ. Họ in sẵn card với mức danh giám đốc bằng tên thật của tôi. Họ đặt công ty ở Hà Nội và muốn tôi ra đó làm việc. Dù không nói thẳng nhưng động tác đó chính là muốn cắt đứt con đường đi hát của tôi. Khi tôi đi từ chối không nhận, gia đình giận và cấm không cho hai đứa quen nhau. Tôi nói với cô ấy, Gia đình và em biết anh vì anh là nghệ sĩ, vì anh là Vũ Luân. Nếu anh là một người bình thường ở ngoài thì gia đình có mời anh làm giám đốc không? Việc làm card và đem tên thật của anh vào tất cả hồ sơ, đặt văn phòng ở Hà Nội và động tác kêu anh nghỉ hát. Nếu nhận anh không làm được thì chuyện gì xảy ra? Nhưng đó là quyền không nhận. Vậy sao anh lại giận anh? Dù gia đình cấm cản nhưng cô ấy quá thương tôi nên chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau. Nhưng tới một thời điểm tôi nghĩ cần phải chấm dứt cuộc tình này. Tôi không để cô ấy chờ mãi như thế. Tôi cũng không đủ bản lĩnh để đồng ý cho cô ấy bỏ nhà theo mình. Tôi là một nghệ sĩ có tên tuổi, không để báo chí, truyền thông hay mọi người nhìn vào nói tôi dụ dỗ cô ấy bỏ nhà đi được. Hơn nữa, gia đình cũng chỉ có mình cô ấy là con gái. Vũ Linh giải mã sự giống nhau đến kỳ lạ với Vũ Luân. Giải mã về sự giống nhau đến kỳ lạ từ gương mặt, dáng đi cho đến giọng ca. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết, từng nghe người trong nghề nói có một diễn viên trẻ ca giống anh lắm. Ngoài việc thần tượng anh qua nhiều vai diễn, chàng trai này đã thổi thêm sức trẻ trung, tươi mới vào trong cách ca, dù lúc đó chưa hề biết diễn xuất. Sau khi được nghệ sĩ Bạch Long phát hiện từ một đám cưới, nơi mà tình cờ bạn bè yêu cầu chàng trai Lương Văn Bình, tên thật là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, đã lên sân khấu ca một bài vọng cổ, Lương Sơn Bá chúc anh đài, và thế là nghệ sĩ Bạch Long nhận Vũ Luân làm đệ tử, đưa vào đoàn đồng ấu của anh. Về cách ca, Vũ Luân nhiễm từ hơi ca và cách ngắt hơi, ngân, luyến, kể cả cách sắp câu văn trong bài giọng cổ. Điều này không phải là sự bắt chước mà là ngẫu nhiên giống nhau đến 90%. Sau này khi gặp Vũ Luân, tôi xem em hát và nhận thấy đó không phải là sự bắt chước mà cùng có chung một chất giọng, cộng với thích nghe tôi hát rồi hát theo, học hỏi và tạo cho mình một cách ca giống thần tượng, Vũ Luân nói. Trước đây, trong làng sân khấu đã từng có những thầy trò giống nhau trong cách ca như đệ nhất danh ca, nghệ sĩ ưu tú Úc Trà Ôn và nghệ sĩ ưu tú Phương Quang. Ban đầu, nghệ sĩ ưu tú Phương Quang ca theo cách thể hiện của thần tượng vì ông mê đắm giọng ca trầm ấm, chắc nhịp của nghệ sĩ ưu tú Úc Trà Ôn. Rồi sau khi được bà Bầu Kim Chưởng mời về đoàn của bà, ông đã tìm cách thoát khỏi cái bóng quá lớn của thầy. Còn với Vũ Luân, tôi nhận thấy em có những bước tiến trong nghề, mà quý nhất là nỗ lực gây dựng một sân khấu cho bản thân. Tôi đã nhận Vũ Luân làm con nuôi, đỡ đầu em trong quá trình phát triển nghệ thuật và từng bước điều chỉnh để em thoát khỏi cách ca diễn. Để chỉ là mang âm hưởng, chứ đừng quá rập khuôn và mất đi cái nét riêng của mình, và Vũ Luân đã làm được, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận xét. Còn với nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, anh thừa nhận mình có chất giọng giống cha nuôi nhưng anh không cố tình bắt chước. Thậm chí khi ngày đầu bước chân vào nghề hát, anh chưa một lần xem nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hát trên sân khấu mà chỉ nghe qua radio, băng đĩa thời đó. Một lần tôi làm sai trong điều tối kỵ trong nghề, cha nuôi đã bắt tôi quỳ gối 2 giờ, cho bỏ cái tật ham chơi, bỏ bê giờ tập dượt. Ban đầu tôi khóc vì cho rằng mình oan ức, vì cha nuôi quá nghiêm khắc. Nhưng sau này tôi mới hiểu, nếu không có sự nghiêm khắc đó thì tôi không được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp mà suốt đời chỉ đi hát đám cưới, đám tang, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân xúc động. Nghệ sĩ Bạch Long cũng nhận xét có sự giống nhau đến kỳ lạ giữa hai nghệ sĩ này. Về cách ca thì vô câu giọng cổ, hai người ca rất giống, lòng câu luyến lấy cũng rất giống. Trên con đường vào nghề, cả hai cha con nghệ sĩ này đã được thừa hưởng những bài học quý từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Tòng. Được làm việc với ông, được ông phân tích chỉ dạy cũng như trao những kịch bản tâm huyết để cả hai cùng diễn. Là một nghệ sĩ tên tuổi và tài danh, nhưng về chuyện gia đình thì Vũ Linh không được hạnh phúc như những nghệ sĩ khác. Vào thời trai trẻ, Vũ Linh cũng được không ít người thầm thương trộm nhớ. Nhưng những cuộc tình của ông đa số đều một thời gian là phải chia tay. Khi còn đi diễn ở cánh khác, Vũ Linh đã từng chung sống với một cô gái và cô gái này đã sinh cho Vũ Linh một cậu con trai. Nhưng đau đớn thay là lúc cậu bé 2-3 tuổi, do mắc bệnh động kinh nên là Vũ Linh đã mất đi con trai ruột của mình. Sớm lìa xa cậu con trai bé bỏng, khiến Vũ Linh đau lòng khóc hết nước mắt. Sau này Vũ Linh trải qua vài mối tình nhưng cũng không thành. Và một ngày anh bồng một bé gái xinh xắn về nhà và báo với mọi người đó là con anh. Anh đặt tên cho cô bé là Võ Thị Hồng Loan. Lúc đầu mọi người nghĩ chắc Vũ Linh ăn ở với cô gái nào nên có con rơi con rớt. Bởi Hồng Loan có nhiều nét giống người chị hai đã mất lúc nhỏ và cả em gái Hồng Nhung của Vũ Linh. Nhưng hỏi ra mới biết, anh động lòng trắc ẩn mà xin cô bé về làm con nuôi. Mẹ của Hồng Loan năm ấy mới 16 tuổi, vì anh rể dụ dỗ, dọa nạt nên mang bầu. Bà ngoại đòi bỏ cháu vì sợ mang tiếng. Vũ Linh biết chuyện liền xin cô bé về nuôi. Tiếng là con nuôi nhưng tình cảm gắn kết không khác gì ruột thịt. Hồng Loan càng lớn càng xinh, cô bé lễ phép và yêu thương ông bà, cô dì, chú bác như ruột thịt của mình. Em gái Vũ Linh, nghệ sĩ Hồng Dung nhớ lại. Hồng Loan có phước lắm, cả nhà từ mẹ tôi tới anh Tư, anh Năm ai cũng thương nó. Ngược lại, Hồng Loan chưa bao giờ kiêu căng, cậy mình là con của anh Vũ Linh mà có thái độ không đúng với mọi người. Hồng Loan biết trên biết dưới, sống nghĩa tình. Có lẽ nó ảnh hưởng từ tính cách của cha là anh Năm Vũ Linh. Từ khi Cải Lương bị mất khán giả, những show diễn thưa dần. Ông Hoàng Cải Lương ngày nào cũng lùi vào hậu trường như bao nghệ sĩ khác. Những biến cố trong gia đình liên tiếp xảy ra. Cô con gái Hồng Loan lấy chồng sinh con nhưng cũng một lần dang dở. Còn em gái Hồng Nhung, người mà Vũ Linh luôn yêu thương bảo bọc từ nhỏ, cứ lận đận tình duyên hết lần này đến lần khác khiến anh nhiều đêm dài khóc hết nước mắt. Cách đây khoảng chục năm, vì công chuyện làm ăn thất bại, Hồng Nhung lỡ để mất căn nhà từ đường do cha mẹ để lại. Vừa giận vừa thương em, nhưng chuyện đã rồi không cứu vãn kịp. Bởi vì thế mà Vũ Linh mới buồn chán để mình chìm trong men rượu. Nhưng nhờ chính dòng máu nghệ thuật đang chảy trong người đã giúp anh thức tỉnh và sống có ích cho đời. Ở độ tuổi 60, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống cô đơn trong ngôi nhà riêng tại quận Phú Nhuận. Và sống trong nhà là vài khán giả yêu Cải Lương và mến mộ tài đức của anh. Em gái Vũ Linh, nghệ sĩ Hồng Nhung bùi ngùi chia sẻ: Tại tôi ích kỷ, nếu hồi đó tôi không nói, anh Năm đừng lấy vợ, anh Năm cưới vợ về, vợ nắm quyền hết, lại xa cách gia đình, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Giờ tôi mới thấy xót anh trai mình, phải chi anh Năm có người ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc thì tốt biết mấy. Nên hiện tại tôi chỉ muốn làm mọi điều để anh Năm vui. Và hiện tại thì nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã có cháu ngoại.